Minh Hằng nuôi chó là để có ngay một trợ lý đắc lực cho việc đếm tiền. Hãy yêu một cô nàng yêu động vật vì cô ấy chắc chắn sẽ là một người vợ tốt. Đây là một trong những triết lý yêu đương mà hàng ngày chúng ta vẫn đọc nhan nhản trên fanpage về yêu đương. Thường xuyên nói về chuyện ngôn tình hay chia sẻ về John của những người yêu động vật. Có 8.900 lý do để bạn nên yêu một cô gái, yêu chó hay lấy một cô nàng biết chăm sóc mèo về làm vợ. Thế nhưng bạn có biết một trong những lý do mà Minh Hằng nuôi chó là gì không? Xem đoạn video này để biết thêm chi tiết và về chơi thử với chú chó nhà mình xem em nó có làm được như cuốn cưng của Minh Hằng không? Hẳn là chú chó của Minh Hằng quá chi là thông minh, đáng yêu và ngoan ngoãn tới mức ngồi liếm tay cho chị chủ đếm tiền. Bị cha chồng cấm cản, Thúy Diễm và Lương Thế Thành vẫn bất chấp về con trai. Lương Thế Thành và Thúy Diễm là một trong cặp đôi được nhiều người ngưỡng mộ nhất vì showbiz Việt. Tổ ấm của họ ngày càng hạnh phúc hơn khi có thêm cậu quý tử Bảo Bảo. Đặc biệt, cách mà nam diễn viên lo lắng dành hết thời gian cho vợ con đã khiến nhiều người ghen tị. Không như các cặp vợ chồng khác, gia đình Thúy Diễm thường xuyên khoe ảnh con trai cưng lên mạng xã hội. Nhưng theo quan niệm của ông bà ngày xưa thì con cháu không nên đăng hình quá nhiều vì sợ những lời bàn tán xung quanh không tốt cho trẻ em. Chính lẽ đó, ba của Lương Thế Thành đã ngăn cản hành động này. Cách đây không lâu, Thúy Diễm kể, con chào các chú, ông nội không nói là không cho mẹ đăng hình con lên Facebook nữa, nên mẹ con đăng hết tấm này thôi, rồi nghỉ nha. Mấy cô chú cho Bảo Bảo hôn một miếng, chào bye bye nhé, con lớn xíu nữa rồi, mẹ con quay hình con tiếp. Trái lại với lời nói đó, những ngày gần đây, khán giả lại thấy cả hai vợ chồng rất hào hứng trong việc chia sẻ những khoảnh khắc đáng yêu. Cặp đôi này còn viết những dòng trạng thái hài hước, bật TV lên coi phim, nhằm ngồi nha ông bà cô chú, sẽ thấy có con đóng phim chung với mẹ con nữa, vì có con mà mẹ con ú ù à. Ông bà cô chú đừng có chê mẹ con mập nha hơn, con thương mẹ con lắm. Trong khi đó, chỉ có mọi Bảo Bảo mới khiến cho Lương Thế Thành chấp nhận được vượt mặt vì đồ điển trai. Như lời kể của Thúy Diễm, bé Bảo Bảo vừa ra đời nhưng chậm chí đã sở hữu được nhiều nét đẹp từ bố. Trong khi đó, Lương Thế Thành lại rất mê con, anh gần như dành hết việc chăm sóc em bé. Bà xã cho hay, anh mê con hơn tất cả mọi thứ trên đời, bỏ cả vợ sang một bên. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành chút thời gian để theo dõi kênh của chúng tôi. Nếu thích bất cứ video nào, các bạn có thể like và share. Nhưng đừng quên nhấp đăng ký kênh miễn phí để các bạn có thể theo dõi được nhiều video hấp dẫn khác từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.